Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào các bạn. Thì trong clip này, ba anh em mình sẽ tặng cho các bạn một vé miễn phí trở về quá khứ 20 năm trước. Vậy là bữa nay mày làm phần 2 của cái series một ngày quay về tuổi thơ đúng không? Đúng. Coi làm clip lẹ lẹ rồi up lên đi mày. Chứ hổm ngày tao thấy nhiều anh đại ca giang hồ lớp 7 á nhắc nhở mày rồi đó. Rồi nhắc nhở gì ghê vậy mày? Nhắc nhở là clip quay về tuổi thơ phần 1 trên 100.000 like rồi. Sao chưa ra phần 2 cho tao coi nữa? Hả? Mấy anh đại ca giang hồ lớp 7 của mày sao bằng mấy đại tỷ lớp 8 của tao? Vụ gì đó? Mấy chị nói vậy nè, tụi bay ăn cái đất gì mà làm clip chậm như con gò vậy? 3 ngày mới có một clip. Ôi trời ơi, nó bảnh quá vậy. Vậy đó. Sao mấy người này nói chuyện gì kỳ vậy ta? Tính ra mình làm clip miễn phí cho coi, không biết điều. Rồi bây giờ vô nói chuyện như cha như mẹ mình vậy đó. Bỏ qua đi chứ. Cái miệng của người ta muốn nói gì người ta nói, người ta chửi vô mặt mày cũng được. Mày mà trả lời là họ nói mày sống đậu chửi luôn. Mày cũng phải chịu nữa. Tao không có bỏ qua đâu nha. Thầy khó vậy. Mày có biện pháp nào giải quyết cái trường hợp này không? Để càng lâu á tao càng tức. Thôi nói chung là biện pháp á thì mình không có, nhưng mà mình có một cái ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu nè. Rồi ví dụ đi cho dễ hiểu. Mình có một cái tiệm bánh, thì hôm nay đẹp trời mình phát bánh miễn phí. Phát bánh miễn phí để trên bàn, ai muốn ăn thì ăn. Vị trí sư đệ là trong vai vô văn quá đi. Đúng, cái mặt của mày hợp. Vậy sao người bình thường? Rồi, bạch đầu bếp trong vai người bình thường. Chúng ta có hai trường hợp như sau. Rồi trường hợp 1. Ủa, cái tiệm này bữa nay phát bánh miễn phí nữa ta. Để ăn thử cái ơi. Ngon quá. Ngon quá ông chủ ơi. Cảm ơn nha. Rồi, stop. Nếu như bánh không ngon thì sao? Ơi, cái bánh này nay mặn quá vậy. 11 còn để muối ít ít lại nha ông chủ. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông mấy cái bánh này nha. Quay, trả dĩa. Ăn rồi lấy dĩa luôn hả mày? Quên. Rồi, trường hợp thứ hai vô văn quá xuất hiện. Mình là thằng vô văn quá xuất hiện nè. Hợp lắm đó. Ê, phát bánh miễn phí ha. Vô ăn thử coi. Chà. Ngon đó. Mà thằng chủ này nó bị khùng hay sao á. Đưa bánh có chút xíu vậy nè, ăn xong nó với lại không cho thêm nước nữa. Ê, làm ăn như vậy á dẹp tiệm đi mày. Thông qua hai trường hợp ăn bánh miễn phí vừa rồi thì chúng ta nhận thấy cái cách xử sự của anh bạch đầu bếp chứng tỏ ảnh là một người có ăn học đàng hoàng. Còn riêng về hành vi và lời nói của anh Chí sư đại thì bạn đánh giá anh ta là một con người như thế nào? Trong vòng 5 giây các bạn hãy giúp mình chọn một trong hai đáp án ở trên màn hình. 4 3 2 1. Thì mình đảm bảo hơn 90% các bạn khán giả đang xem video này đều sẽ chọn đáp án A hết. Rồi có liên quan gì tới clip của mày? Sao không liên quan? Thì giờ cái tiệm bánh này chính là cái kênh Tony TV của mình nè. Rồi, còn sao? Những cái món bánh trên bàn này chính là những cái clip mà mình làm ra cho các bạn vô xem nè. Ví dụ hay. Thì giờ anh bạch đầu bếp, ảnh là vị khán giả bình thường vô xem clip hay hay clip dở, ảnh góp ý. Mình cứ góp ý bình thường, mình sẵn sàng nhìn nhận. Thử thôi. Còn riêng về trường hợp của anh này đó, là một vị khán giả vô xem clip của mình xong á, anh không thích, anh đi ra ngoài, anh vô kênh khác anh coi. Bây giờ anh quay qua anh chửi tôi như cha tôi như mẹ tôi như vậy, anh là người như thế nào? Cái đáp án vừa rồi bạn chọn đó chính là câu trả lời cho cái thành phần này nè các bạn ơi. Chính xác luôn. Quên đó, nãy giờ tao giải thích dễ hiểu vậy rồi có làm vơi đi cái nỗi uất ức nào của mày không chứ hả? Mày nói sao thì tao nghe vậy. Rồi bữa nay quay cái clip quay về tuổi thơ phần 2 á, cái trò chơi đầu tiên của mình là cái gì á? Ê, hay là tao có ý kiến như vậy nè. Sao? Bây giờ mình ra đường lượm mấy cái bao thuốc lá đem về xếp lại rồi chơi phan dép, ok không? Cái đó gọi là phan đô đó mày. Đúng rồi. Thôi cái clip trước á mình phan hình, clip này mình chơi phan đô, vậy có khác nhau nhiều đâu. Vậy thì bắn đạn. Kết liễu luôn. Rồi, ra hết rồi, nghỉ chơi luôn á. Rồi. Đây, lụm đạn, thắng rồi. Vòng 2 nè anh em muốn chơi mấy cục? 5 cục mày. 5 cục đặt vô. Bây giờ tao hết đạn rồi, đặt tiền cho được không? Được. 1010 cục, 500 năm cục. Rồi. Tao đặt tiền nha. Rồi lẻ đi nè. Có 500 đặt 500 vô luôn. 4 cục được không? Không. Tao còn 500 lẻ nè. 500 đặt vô luôn. Rồi chơi luôn mày. Rồi. Gì vậy? Mày giỡn mặt với tao hả? Hồi xưa có 500 ngàn để mày chơi bắn đạn không? Bây giờ tao hết tiền lẻ rồi. Hết tiền lẻ đi ra ngoài, cạm mày. Gì căng dữ khoan, tôi để tao kiếm coi còn không nè. Gì nữa? Nhẹ lên coi. Rồi thôi tao ngàn gửi đi.
Mày là gì vậy? Mày giỡn mặt với tao hả? Tiền xu gì mà có mặt con chó ở đây nữa ông nội? Cái này đó thẻ game tao mua trên siêu thị á. Tao không có chơi game siêu thị. Rồi tao không có chơi. Còn tiền gì tao thì chơi. Gì nữa? Hên, tao còn một đồng 500 nè. Đồng xu 500. Cái này chơi được nha. Các bạn biết không? Cái thời của tụi mình là có đồng tiền xu nha mọi người. Còn cái thời của các bạn giờ cái đồng tiền này nó hết phát hành rồi. Rồi, rồi đặt vô đây, đây. Mày. Mày đặt 5 cục vô kìa. Rồi, rồi 500 đồng 5 cục. Rồi đặt vô. Yeah, tao hạnh nhất. Rồi, rồi mày vô đây trước đây. Rồi, rồi tới công vậy. Chuyện với tao. Bạn này đúng hồng rồi nói. Tại ơi. Ồ, đi ra luôn đi mày. Ra vậy. Dở quá. Wow, cái gì? Ai tiêu tùng mày rồi. Mày rồi ra có ông cụ. Dạ không ra không. Tiếp theo nè. Banh sát luôn nè. Banh khỉ gì? Trời có ông cụ à. Để tao lượm giùm cho. Lẹ lên. Mày hỏi gì vậy à? Thôi rồi ra luôn rồi. Ê vậy. Trời ơi trời. Đi ra đi chứ. Đây nè. Bắn đạn với thằng Vinh. Chán thiệt các bạn ơi. Mày chán bằng tao không? Nãy giờ ít ra mày bắn được một cái rồi. Còn viên đạn tao nằm tốt ở dưới mức á. Chưa bắn lên được lần nào là cái ổ muốn hết rồi. Vinh bắn tiếp đi mày, tao quay phim cho nè. Ừ, lẹ đi mày. Chặt bếp rồi nha. Bắn tao bếp ra. Clip trước chơi phan hình thua thằng Vinh rồi. Không lẽ clip này bắn đạn thua nó luôn trời. Bắn đi mày ơi. Ê. Tới này tao bắn nè mày. Gán bắn nhất tấm tiền rồi tống thằng Vinh đi ra chỗ khác nha. Để thôi nó bắn bay tiền luôn á. Mày yên tâm, với khoảng cách như vậy tao bắn không trúng sao được. Rồi bắn đi. Cái ổ kế bên sao mày không bắn? Mày bắn vô cái mắt cá tao làm cái gì? Lù quá không bắn. Lạc đạn. Các bạn nghe âm thanh gì chưa? Các bạn nghe âm thanh gì chưa? Âm thanh gì chứ? Sạch túi luôn chứ gì? Nhưng nó lụt hết trơn luôn. Chứ tao đâu còn cục nào đâu, tôi hết trơn rồi. Hết đạn của Chí Sư Đệ. Mà mình còn lụt luôn mấy cái tấm tiền cổ của nó nữa. Giờ thì mình đã hiểu tại sao hồi xưa thằng Vinh xuống sớm mình bắn đạn. Không phải cho nó chơi hết. Rồi tiếp theo mình chơi trò gì đây? Ừ, chơi trò gì vậy? Hỏi tao, tao hỏi ai? Sau khi tao bắn đạn xong là đi tắm sông đó. Tắm sông rồi trời sinh nữa mày. Ê, trời sinh như vậy trúng đầu trúng mặt có sao không? Không sao đâu, sình nó đâu có gây sát thương cho mình đâu. Với lại hồi nhỏ mình tắm xong trội sình thì bây giờ tái hiện hình ảnh nó lại cho các bạn xem thôi. Đúng được rồi, rồi đi tắm okay. Xong nè đi thôi đâu. Coi thằng nào bơi dữ nhất mày. Tao không sợ mày đâu mày. Tao bơi giỏi lắm đó. Rồi xuống tắm thôi. Rồi nhảy xuống chứ ơi. Ê, nhảy xuống. Ê, giờ xuống dưới sông rồi muốn chơi trò gì? Bơi đua đi. Bơi đua hay trội sình? Bơi đua chứ. Đi chút trội sình sao? Thằng quỷ này tập gym chi cho chú bự dưới trời. Cái thằng này nó chiên đâu chi kìa. Rồi giờ là bơi đua tới đâu nè? À, đây nặng á. Rồi bơi đua 50m đi. 50m. Ok. 2 3 3. À trời ơi. Bơi nước ngược nữa các bạn ơi. Rồi mình chiến thắng nha các bạn. Mệt quá vậy. Rồi tao đang bơi. Ừ. Đang bơi cái quần nó tuột. Vậy vậy. Thì tại cái quần tao nó lỏng, đang bơi nó tuột là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Bơi mặc chi quần rỗng vậy đấy ca. Thôi nghỉ chút xíu nữa thi lặn con nào lâu mày. Mày. Không, tao thi luôn. Vậy? Đang mệt thi mới đã. Trời ơi. Chơi mày. Hiếu chiến gì vậy? Rồi dứt luôn đi. Hai anh em thi đi. Tôi làm trọng tài cho nè. Ok. Ai rồi. Nổi cái đầu lên trước người đó thua nha. Ừ, đúng rồi. Rồi đây một nè. Đếm đi. Hai. Láng. Quan sát cho thật kỹ mới được. Chí này nó hang giang lắm nè. Sao mày yếu dữ vậy? Mới bơi xong mệt quá các bạn ơi, lặn không nổi. Giờ mày cầm cam đi. Mình sẽ vô thi lặn với Chí Sư Đệ nha các bạn. Ủa gì kì vậy?
Tao mới thi đấu với mặt đầu bếp xong, bây giờ mày thi đấu với tao. Thì phải rồi, tao biết mày mệt, tao mới vô đấu với mày nè. Ôi, đầy quá vậy cha. Trời quá lại rồi mày ơi. Mày chơi không? Mày không chơi tao thắng à. Ai chơi mày? Mày chơi vậy? Ai chơi mày? Vậy đó. Rồi để tao làm tương tài cho. Rồi, rồi, rồi. 1, 2, 3, xuống. Ê, chơi ăn gian mày. Trời ơi, chú sư đệ nữa ăn gian quá các bạn ơi. Vinh nó lặn miệt mài luôn. Trời ơi, nó đâu biết gì đâu. Trời ơi, sao giờ nhìn Vinh thấy tội nghiệp quá các bạn ơi. Điếm gì điếm dữ trời. Trời ơi, mày ơi, chết thắng rồi mày ơi. Thắng rồi. Thằng nhỏ mà sao cái phổi nó bự dữ vậy trời. Chứ gì nữa. Không biết nữa. Vào phân chia ra chọi sình nè. Rồi ơi. Chắc là hồi nãy lấy hết sức để mà thi bơi mới được hạng nhất á, cho đúng nên rồi, giờ nó mệt. Ơi, nãy mày mệt. Rồi, chia ra chỗ sình đi. Rồi, tôi góc bên này à. Rồi, vậy tao góc bên này. Mày hả Vinh? Mày hay lắm Quang. Mày mày giỏi lắm Vinh. Tao liều bạn về đứa mày nè. Mày hả Vinh? Mày hả Vinh? Ôi, thằng Chí này, trợ đế hả? Mày hãy đi. 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 Mày thì giờ chọi xong dơ đầu bít lỗ tai là chuyện bình thường. Có người ăn đất nha. Rồi, rửa đi, rửa đi. Tắm với xong lên, gọi đầu thay áo mới quay phim tiếp cho bạn coi nè. Hồi nãy á, trời sình đất dính bít cái lỗ tai, bây giờ còn ù luôn nè. Tao có khá hơn mày đâu. Tao cũng khá hơn hai đứa bay quá. Rồi tiếp theo là một cái kỷ niệm mà mình đảm bảo phần lớn những bạn khán giả đã từng sống ở quê. Vào 20 năm trước, ai cũng đã từng trải qua kỷ niệm này đó hết. Đó là hai bông điên điển. Đúng. Mình chuẩn bị sẵn mấy cái gỗ luôn nè các bạn ơi. Còn mình thì đặt lờ để bắt cá nha. Chút xíu về nấu canh chua chung với bông điên điển luôn. Đúng rồi, nha. Tại vì á, đang là mùa nước nổi. Thành ra bông điên điển bây giờ nó nhiều lắm. Ô, coi bộ cái hầm này nhiều cá dữ rồi ta. Nãy giờ thấy quá trời cá ục luôn. Với nhiều bọt nữa. Ê, chỗ này được nè. Ý, sao hầm này nhiều ốc vậy? Ê, mấy con ốc này mà đập ra làm mồi là mấy con cá khoái lắm nha. Mày ăn lưỡi. Rồi, xong. Bỏ vô cái lời. Một cái. Đó. Đụng mấy con ốc khác. Mấy con cá này nó khoái thịt ốc lắm. Chắc chắn nó sẽ chui vô đây rồi. Thì dĩ nhiên nó sẽ được lên nồi. Ai da. Đâu ra cái lỗ xứ này vậy trời. Thiệt tình chứ. Thôi để qua bển coi Vinh với Quang nó hái bông điên điển được bao nhiêu rồi. Mày nói vườn này nhiều bông điên điển lắm rồi mày. Gần tới rồi nè, gấp dữ hả? Bên kia kìa. Ủa, sao đi. Có vài cây vậy? Mỗi chỗ nó có vài cây gì đó, nhưng mà nó rải rác khắp vườn. Mày wow. Thấy hơi là đầy rổ luôn á. Ừ, mà đầy cái rổ này cũng chưa đủ ăn đâu nha. Tới hồi mày nấu lên á, nó teo lại còn con chốt à. Ủa sao kỳ á? Ừ. Giống ra bùn ngót dữ ta. Thì nó vậy đó. Đâu? Nè. Đó. Mình cho các bạn xem bông điên điển trực tiếp ở trên cây nó trông như thế nào nha. Cái này là bông điên điển nha các bạn. Đấy. Mùa nước lũ mới có. Đây. Nè, hái để trong rõ tao nè, quay phim cho các bạn coi nè. Ăn rất là ngon nha mọi người. Đây. Các bạn thấy mấy cái trái này giống đậu que không? Nhưng mà không phải đâu. Nó là trái điên điển, ăn không có được nha các bạn. Mình chỉ ăn được cái bông của nó thôi. Đi kiếm chỗ khác. Đâu?
ở trên này nè. Đây. Ở trên này còn nhóc nè. Đó. Đây nè. Quá nhiều. Đây nè, tao cầm tới. Lẹ đi, 15 gram tới nha. Bẻ nguyên nhánh luôn giờ, bẻ luôn đi. Rồi qua bên đây hái thêm vài bông nữa coi. Đó. Cái bông điên điển thì chắc hẳn ai cũng biết rồi đó. Nhưng mà cái cây điên điển nó như thế nào và hái ra làm sao á thì chưa chắc các bạn đã biết đâu nha. Tụi mình làm những cái clip như thế này để tái hiện lại những cái kỷ niệm mà 20 năm về trước tụi mình đã từng trải qua. Các bạn xem clip vừa giải trí mà lại cung cấp thêm cho mình nhiều kiến thức nữa. Ở đây có một bông nè. Ủa? Hết luôn rồi. Còn bông này nữa à. Đi qua chỗ khác hái tiếp nha các bạn. Cái bông điên điển cuối cùng. Một cây nó có mấy cái bông à. Đó. Hái về nấu canh chua ăn coi. Hái được bao nhiêu rồi mày? Tao với thằng Quang hái gom lại bông điên điển chưa đầy được một gỗ này nữa. Trời ơi lâu vậy. Rồi mày đặt lợ kiểu gì mà giờ xình nó dính tới cái đầu mày luôn vậy. Hồi nãy tao thấy con cá lóc nó dưng lưới. Tao xuống gỡ lưới thả nó ra. Bởi vậy mình mẻ tao mới ướt vậy nè. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày đặt lờ để bắt cá, mày giờ mày gặp cá mày thả. Mệt mày ghê, không tin thì thôi mày ơi. Để tao hái tiếp cho. Mà còn cái bông nào đâu mà hái. Ê Vinh, chào tao với. Đi đâu vậy? Ê, đi thăm lờ coi. Xuống dở rồi người có không? Đặt ở đâu chứ? Để dép trên bờ. Ê xuống cho coi nè, nó tao đặt đây nè. Từ từ mày. Không có con nào hết trơn. Ở đâu? Có gì? Đây nè. Rồi xuống lẹ đi. À, mưa tới giờ nè. Chỗ này nhiều cá lắm mà ta. Có không? Để coi. Hai con cá sặc á. Cá gô ông nội ơi. Cá gô. Rồi lên. Về để mưa. Vô rồi. Rồi, cầm đi, tao cầm bông đi nhỉ. Ngon lắm. Ê, còn đôi dép đâu? Ừ. Trời ơi. Thời tiết mưa lâm râm này mà ăn cơm chung với canh chua bông điên điển thì ngon nhức nách rồi. Quá đã. Nêm miếng cay. Nó ngon. Hơi cay rồi. Với lại á, bạn biết không, hái gần đầy một cái rổ như thế này nè là mới được 100 gram. Mà ở chợ của mình bán 100 gram bông điên điển á là có 5.000 đồng thôi các bạn ơi. Vậy đó. Mà đi ra chợ còn thỉnh thoảng gặp mấy cô phụ nữ trả giá 300 gram thì 15.000. Bà trả giá à? Thôi, 300 gram 10.000 đi, tôi mua ủng hộ. Trời ơi, tội nghiệp mấy người hái bông điên điển các bạn. Một cây điên điển nó có mấy cái nhánh hà. Mà mỗi nhánh nó leo ngoe có vài cái bông mà thôi. Hái biết bao nhiêu cây mới được 100 gram bán có 5.000 mà còn trả giá thì trời. Tội nghiệp ta. Không. Mà không biết thằng Quang với thằng Chí nó đi hái bằng rồi nó ngủ luôn hay gì rồi không biết. Tại giờ mình nấu xong nồi canh chua mà chưa thấy hai anh em nó trở về đây nữa. Thời bây giờ kiếm cái bần để quay phim mà cũng khó nữa mày. Bần thì có rồi đó, nhưng mà nó nằm ở giữa sông không à, sao quay phim. Cái tụi mình cần là một cái bần nằm ở mé sông hái cho nó dễ. Ê, cái bần bự chà bá luôn cho mày. Rồi vô hái luôn chị ơi. Mà cái bần nó nằm ngang vậy, leo lên nó có gãy không mày? Coi vậy đó chứ nó cứng lắm, cỡ 10 thằng như mày leo lên chưa gãy nữa. Ê, để tao leo trước cho. Rồi lên đi. Dạ, hại trái luôn nè. Đây nữa nè. Để quằn vô hái cái trái bần này coi. Trái bần non nè các bạn. Xoài non chấm muối ớt á thì bạn nào cũng ăn rồi đó. Nhưng mà bần non chấm muối ớt chưa chắc các bạn đã ăn đâu nha. Còn chần chờ gì nữa mà không bấm like, đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ bọn mình. Khi nào mà clip này trên 100.000 like thì tụi mình sẽ ra phần tiếp theo của cái series này nha. Hai trái khác. Trên đó có không chị? Các bạn thấy chưa? Quá trời bần luôn. Mình hái một lượt 3 trái luôn nè. Quang, mày hái được bao nhiêu trái rồi mày? Chỗ này không có trái nào hết trơn mày ơi, mới có 2 trái đây nè. Ai mượn mày không chịu ra đây hái với tao, quá trời luôn nè. Cái nhánh nhỏ xíu à, một mình mày đứng thì được. Tao ra nữa một cái là gãy nhánh té xong hai thằng tắm luôn đó. Thank you.
hai bần xong rồi nè, bây giờ về ăn cơm thôi. Chắc là Vinh đã nấu canh cưa xong rồi đó, về lẹ. Ở đây quá trời nhiều trứng cá luôn nè mày. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao có thấy trái nào đâu. Ở dưới đây không có, nhưng mà ở trên chảnh nóng chân kìa. Thấy không? Ở chảnh thì nhiều thiệt á, mà giờ có lòng đâu hái. Ừ, tao có cách. Tao có nằm mơ cũng không ngờ là mày suy nghĩ ra được cái cách này luôn á chí. Rồi bây giờ mày ăn không? Không ăn á, tao ăn nè. Ăn mày. Ngon quá. Với mọi người, buổi ăn trưa của tụi mình gồm có món canh chua cá rô bông điên điển, nước mắm ớt, thịt ram mặn, muối ớt và bông. Quả bần. Quá ngon luôn. Mà cái quả này nhìn nó cũng đẹp mà sao nó không tên quả thanh quả lam mà nó tên bần, nghe nghèo quá vậy ta. Hồi xưa giờ người ta kêu sao mình kêu vậy thắc mắc chị, mà mày ăn chưa? Chưa ăn mày. Trời ơi, ăn với ớt ha. Ăn sao đâu mày. Nè, đầu tiên là bẻ mấy cái ngành này ra đúng không? Ừ. Chấm vô ăn. Ngon chưa? Ngọt ngay ngọt à mày ơi. Ngay à mày ơi. Ăn ngon. Thử đi. Ngọt mà sao chấm muối vậy? Chấm muối ăn nó ngon hơn. Thiệt con mày đừng giỡn con nha. Thắc mắc hoài, hắn tin hay tao? Bắt trước chỉ sư đại đây. Ừ, nhìn chấm cái nhiều màu, nhìn màu là biết ngon chấm rồi. Chấm vô. Hay sao? Trời ơi. Cuối cùng thì tao đã dụ được mày rồi. Vinh nó dụ mày hoài. Mày dụ được nó có một lần làm gì vui dữ chứ. Đấy. Đang vui, mày nói chuyện nghe quế quá mày. Thôi, tao thấy clip này cũng dài đó. Thì qua một ngày trải nghiệm những cái trò chơi tuổi thơ á, anh em có cảm nhận gì nói cho các bạn khán giả biết được không? Tụi mình ngày xưa chơi mấy trò này vui dữ lắm. Mà bây giờ lớn lên rồi, thử chơi lại thì cái cảm giác vẫn vui như ngày xưa nha các bạn. Trời ơi, cái thằng Chí này. Còn cảm nhận mày sao? Có thể video này các bạn nhỏ sẽ không thấy thú vị bằng những cái thể loại như là game, rồi ẩm thực hay là trò chơi gì đó. Rồi mày làm clip này làm chi? Tại vì mình thấy các bạn nhỏ bây giờ tối ngày quay quần bên điện thoại nè, máy tính, hết phim, rồi tới game, mà vô tình đánh mất đi cái tuổi thơ mà đáng lẽ các em nên có, giống như là thời của ông bà cha mẹ mình lúc trước vậy đó. Đúng rồi các bạn, tuổi thơ ai cũng trải qua chỉ có một lần thôi à. Đó. Thì thôi, video này mình thấy cũng khá dài, theo như mình đoán có lẽ đã trên 20 phút rồi, nên khép lại tại đây thôi. Thì hy vọng mọi người sẽ yêu thích clip này, đừng quên đăng ký kênh, bấm like. Đừng bấm vào cái chuông thông báo nữa. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Ăn cơm đi. Rồi ăn cơm. Gấp mồi nè. Anh Thanh ơi, mình có chiếc xe trên bờ đó, lấy chạy cho lẹ xuống sông làm gì? Không gài, bộ cưng không thấy dịch đang tăng lên hả? Cho nên mình chạy đường thủy đi cho nó an toàn. Anh chạy lẹ đi, nãy giờ mà phía sau đau đứt muốn chết nè. Anh chở cưng, anh không than thì thôi, cưng ngồi đằng sau mà than cái gì? Anh chạy né mấy cái lục bình ra nha, nó mà dướng vô chân dịch một cái ha là tới cục diện luôn. Anh biết rồi, mà nhà bà này cũng ngộ nữa, cắt ở đâu không cắt, mà cắt xé cái dưới mấy sông luôn mới chịu.